Không. Come. Come. Nhảy mắt coi. Come. Nhảy mắt coi. Nhảy mắt coi. Đứng đó, nhảy mắt coi. Đứng ra chỗ đó nhảy mắt coi nè. Trời 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 trời. Nhảy mắt cho ba coi. Hôm nay không cột tóc nhiều ghê quá cho mày. Nhắm mắt coi. Chơi đi bà bài, xíu bà bạc bài bài. Mày chơi rap đi. Rap thành đi.
Để đó xíu bắt rưỡi cho. Để đâu? Để dưới đất trước. Để dưới đó, rồi để đó. Phả xuống, bỏ xuống. Ráp gì chăng? Chim ráp gì đó? Trâm? Dạ. Ráp gì vậy con? Ráp gì vậy? Cái ngôi nhà ở chậm. Ngôi nhà hả? Con thích cái đồ chơi này không? Hôm qua ráp được mấy nhà rồi? Không biết. Ráp được một cái nhà. Dạ. Hôm nay mấy tuổi đấy ta? Mấy tuổi đấy con? Trâm? Dạ. Mấy tuổi rồi? 4 tuổi. 4 tuổi hả? Đọc bài xíu ba kiểm tra nhé Phong. Nghe không? Đâu phải kiểm tra đâu. Thì phải trả lời những cái đó, những câu đó đó. Chết luôn nè. Ê nè. Đọc đi. Con làm tóc đi, ba quay này. Quay lại, quay. Con làm tóc đi. Nãy con làm tóc đó. Làm tóc đi, ba quay để xíu cho ba cho xem lại lên. Làm tóc đi. Làm như nãy. Làm tóc cho con xem. Thì xíu ra. Làm tóc đi đã. Làm tóc đi. Cái này con tự làm phải không? Con tự làm tóc đó phải con. Làm đi, làm tóc đi. Quay lại, làm đi. Quay lại đây làm đi con. Quay lại đi làm con. Dữ rồi. Tháo nào bà tháo cho. Sợ gì? Sợ gì à? Dạ, chẳng phải cho đến nhà quần lỡ ra sao? Sao gì sớm gì? Nhập tới cái tức quá. Hôm qua lúc cha đi dự tiền, chẳng cắt không đúng trước thì làm chuyển tục với cha. Hôm qua, sau kia chạy đi, mình cố bắt bánh bò ăn đói lung tung trước tiệm của chúng ta là tôi bắn trẻ đã yêu con. Làm chuyện cả thôn ai cũng biết. Sau khi cha nghe xong á, cái chút tối của chị đi hỏi chị ra lẽ này. Làm ra có phải gì không? Con nghĩ nó uống say nói lung tung thôi, mà kệ hắn đi. Sao?
Con phải cột lên 3 lần á, quấn 3 lần mới được. Ông chỉ có sợ có chạy vô đó là tất cả ông chỉ có thấy em đưa ông ở đó là lần nữa đi.